Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Gia đình là gì? Ngay cả khi đã ngoài 50 hoặc kết hôn mười mấy năm, có người vẫn chưa chắc đã hiểu rõ, vẫn còn mơ hồ, không hiểu, thậm chí cãi vã. Nhưng đừng buông tay người bên cạnh. Đừng quên đi tâm nguyện ban đầu khi quyết định sẽ có thể nương tựa lẫn nhau mà tiếp tục bước đi. Xin chào mọi người, tôi là A Dịch. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người một bộ phim tình cảm bình dị và chữa lành. Người chồng yêu thương. Yohei 50 tuổi và Miyuko đã kết hôn được 27 năm. Yohei luôn là một người thiếu chủ kiến và nhu nhược. Ngay cả khi đi ăn nhà hàng, anh ấy cũng phải mất nửa ngày để chọn món. Anh ấy dường như luôn như vậy từ nhỏ. Hồi nhỏ, khi đi ăn cùng cha mẹ, anh ấy do dự giữa việc chọn hamburger hay cà ri. Cảm thấy dù chọn món nào cũng sẽ hối hận vì không ăn được món kia. Cuối cùng vẫn là mẹ quyết định giúp anh ấy. Khi lên đại học, anh ấy bị bạn bè kéo đi hẹn hò nhóm. Hai người bạn đều đã có mục tiêu riêng của mình, còn anh ấy chỉ có thể chọn Miyuko, người còn lại. Anh ấy luôn không chắc chắn điều gì mới thực sự phù hợp với mình. Sau một thời gian hẹn hò với Miyuko, cô ấy bất ngờ mang thai. Cuối cùng, Miyuko quyết định phá thai trước, bởi vì đứa trẻ này đến không đúng lúc. Hai người, một người phải chuẩn bị thi giáo viên, một người phải học sau đại học. Trong tình huống này, việc sinh con là điều không thể. Mặc dù Miyuko đã hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy Yohei gật đầu, cô ấy vẫn cảm thấy rất thất vọng. Vì vậy, Yohei đã đưa ra quyết định đầu tiên trong cuộc đời mình. Anh ấy cầu hôn Miyuko. Không có nhẫn, cũng không có bất kỳ nghi thức nào. Chỉ nói một câu, anh muốn uống súp miso do em nấu. Mặc dù cách cầu hôn này rất sáo rỗng, nhưng Miyuko vẫn vui mừng tột độ mà đồng ý. Lúc đó, anh ấy vẫn phân biệt rõ ràng, trách nhiệm chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tình yêu. Cứ như vậy, trong tình huống không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, anh ấy trở thành cha. Kết quả là khi đặt tên cho con, anh ấy bị dằn vặt. Phân vân giữa hai cái tên Miyamoto Tadashi và Miyamoto Yuichi. Cuối cùng vẫn nhìn vào sự lựa chọn của chính đứa trẻ. Quyết định cái tên Miyamoto Tadashi. Rất nhanh, Tadashi cũng lớn lên thành người, dẫn bạn gái đến gặp mặt họ. Trong tình huống họ chưa chuẩn bị gì, Tadashi cũng đã kết hôn. Vì lý do công việc, Tadashi phải chuyển đến Fukushima, mang theo vợ mới cưới, rời khỏi nhà không ngoảnh đầu lại. Lần đầu tiên ở tuổi 50, họ sống cuộc sống riêng của hai người sau khi kết hôn. Mọi thứ đến quá đột ngột. Họ chưa chuẩn bị sẵn sàng để ở riêng với nhau, nhưng phải học cách thích nghi với cuộc sống không có con trai ở nhà. Yohei, với tư cách là giáo viên, đã bắt đầu học nấu ăn từ một năm trước. Anh ấy cũng rất vui vì mình lại thích nấu ăn đến vậy. Tối đến, hai người chuẩn bị uống vài ly nhỏ. Yohei cũng phát triển sở trường là một số món ăn nhậu. Cải trắng phải xào với dầu ô liu và tỏi. Sau đó đổ thêm một ít thịt bò đóng hộp, không cần thêm bất kỳ gia vị nào. Gia vị duy nhất chính là muối có sẵn trong hộp. Miyuko nếm thử một miếng, quả nhiên ngon tuyệt. Còn có một món nữa là bánh mì nướng cá vàng. Bánh mì này ăn với sốt mayonnaise, nhưng phải thêm một chút ớt xanh mới ngon. Miyuko có thể thấy Yohei rất thích nấu ăn và tận hưởng niềm vui trong đó. Đêm đầu tiên chỉ có hai người, họ đưa ra một quyết định. Từ nay không còn gọi đối phương là bố của Tadashi và mẹ của Tadashi nữa. Phải gọi tên của nhau và phải quen dần sớm. Miyuko uống thêm vài ly, hơi say, muốn làm chuyện thân mật với Yohei. Nhưng Yohei lại không hiểu ý. Cuối cùng cô ấy bị ném lên ghế sofa và ngủ thiếp đi. Yohei đột nhiên nhận ra Miyuko thực sự đã già đi. Mặc dù đã nhuộm tóc, nhưng nếp nhăn và đốm nâu đều tăng lên. Anh ấy muốn bế Miyuko vào trong phòng ngủ, nhưng vì Miyuko dãy giụa, anh ấy vô tình bị đau lưng. Già đi đâu chỉ mình Miyuko. Anh ấy không ngủ được, đêm dài sẽ kéo dài. Đến phòng sách, chuẩn bị đọc lại những cuốn sách trước đây. Anh ấy nhìn thấy cuốn Con đường trong đêm tối, kể về câu chuyện một người đàn ông không thể kết hôn với người trong mơ. Anh ấy từng đưa cuốn sách này cho Miyuko xem. Khi hai người vừa mới bắt đầu ở bên nhau, mở sách, vài trang, phát hiện đã không còn đọc rõ được chữ bên trong. Một tờ giấy được kẹp trong sách rơi ra. Yohei nhặt lên, phát hiện đó là đơn xin ly hôn. Miyuko đã ký tên và đóng dấu vân tay. Anh ấy rất sốc, đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Anh ấy muốn gọi Miyuko dậy để hỏi cho rõ. Những năm qua, cả nhà ba người không hạnh phúc sao? Tại sao lại có ý định ly hôn chứ? Anh ấy dường như cũng nghĩ ra được Miyuko sẽ trả lời anh ấy thế nào. Anh thật nhu nhược, không có chủ kiến. Tôi đã chịu đựng đủ lâu rồi. Cuối cùng vẫn không hỏi ra những nghi vấn trong lòng. Hôm sau, anh ấy vốn định mở lời hỏi, nhưng Miyuko lại tìm anh ấy bàn bạc về việc sửa cầu thang. Anh ấy đã mất cơ hội mở lời. Khi đang dạy học sinh, anh ấy bắt đầu suy nghĩ lung tung. Miyuko vẫn đang nghĩ về việc sửa cầu thang. Có phải cô ấy đã bỏ ý định ly hôn rồi không? Nghĩ lại, hay là cô ấy muốn anh ấy đứng lên sửa cầu thang trước? Sau đó vô tư đuổi anh ấy ra ngoài. Những chuyện ở nhà khiến anh ấy bận tâm. Chuyện của học sinh cũng không để anh ấy yên. Một cậu bé tên Kasuya đã xảy ra chuyện ở nhà.
Không lâu trước, mẹ của Kazuya gặp tai nạn xe hơi khi đi hẹn hò với người tình. Nhiều bạn học đều biết chuyện này là thế nào. Để không bị người khác bàn tán sau lưng, anh ấy tự mình kể chuyện này ra như một câu chuyện đùa. Nhưng Yohei biết trong lòng cậu ấy chắc chắn không dễ chịu. Tình cờ phải đến nhà Kazuya, Yohei đến nhà của Kazuya. Bà của Kazuya rất tức giận về việc con dâu làm. Bỏ mặc con cái, cả ngày đi lăng nhăng với đàn ông khác. Giờ gặp tai nạn còn làm cho mọi người đều biết. Yohei nhất thời không biết nói gì, không biết nên dùng ngôn từ như thế nào. Để an ủi hai người bà cháu trước mặt. Lúc này anh ấy rất mừng vì mình có thể đi học nấu ăn. Như vậy có thể quên hẳn những chuyện phiền phức kia. Trong lớp học nấu ăn, anh ấy quen được một nhóm bạn. Giang cô đã ngoài 50 tuổi. Tính cách của cô ấy khác với vẻ ngoài dịu dàng. Lời nói rất sắc bén và độc địa. Mỗi lần đều đả kích sự tự tin nấu ăn của mọi người. Cô Kado ông 30 tuổi vừa mới đính hôn. Cả ngày đều nhắn tin tình cảm với hôn phu. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy mà nụ cười ngọt ngào nhắn tin. Giang cô đều chẳng nể nang gì mà đả kích cô ấy. Hãy trân trọng đi, thời kỳ nóng bỏng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Đến khi kết hôn rồi sẽ không còn như bây giờ nữa đâu. Kado Mok không phục, phản bác lại rằng cũng có rất nhiều cặp vợ chồng đến tuổi trung niên vẫn rất yêu thương nhau. Nói xong còn hỏi Miyamoto có phải vậy không? Miyamoto hơi áy náy gật đầu tán đồng. Giang cô mỉa mai nếu vậy thì tốt rồi. Mọi người đều nghĩ cô ấy đến học nấu ăn là để nấu cho chồng ăn. Thực ra cô ấy hiện đang suy nghĩ chuyện ly hôn. Điều này khiến Yohei có cảm giác tìm được tri kỷ. Đành nói ra chuyện Miyoko muốn ly hôn. Muốn hai người cùng phân tích xem Miyoko đang nghĩ gì. Giang cô cho rằng một người đàn ông vừa không có tật xấu, cũng không phản bội hôn nhân, thì lý do vợ anh ta đưa ra ly hôn chỉ có thể là một. Đó là vợ anh ta ngoại tình, thích người khác rồi. Có suy đoán này, tâm trạng Yohei không thể nào yên ổn được nữa. Về đến nhà, anh ấy thấy Miyoko đang nhắn tin cho người khác. Trên mặt mang nụ cười rạng rỡ. Tranh thủ lúc Miyoko đi tắm, anh ấy mở điện thoại của Miyoko ra xem. Phát hiện là đang nhắn tin với con trai, trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Miyoko đột nhiên từ phòng tắm chạy ra. Anh ấy áy náy nằm úp mặt trên bàn, đè điện thoại dưới người giả vờ bị đau lưng. Hôm sau lên lớp, Kazuya đột nhiên ngất xỉu. Hóa ra từ hôm qua đến giờ cậu ấy chưa ăn một miếng cơm nào. Nguyên nhân là bà luôn nói chuyện về mẹ cậu ấy trước mặt cậu ấy. Còn luôn cho rằng mình làm gì cũng đúng. Cậu ấy cãi lý với bà, nhưng bà lại nói đợi đến khi cháu tự biết giặt quần áo, biết nấu cơm rồi hãy đến tìm bà mà cãi lý. Tức giận, cậu ấy trực tiếp nhịn ăn. Bạn thân của Kazuya, Akemi, đề nghị Yohei đi nói chuyện với bà của Kazuya một chút, hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Nhưng Yohei vừa nghĩ đến dáng vẻ của bà Kazuya thì cảm thấy sợ hãi. So với việc gặp bà, anh ấy càng muốn dạy Kazuya nấu ăn hơn. Anh ấy trước đây vốn muốn mở một lớp nấu ăn ở trường, nhưng vẫn chưa có học sinh chủ động đăng ký. Bây giờ cuối cùng cũng có cớ để mở lớp. Nhưng Kazuya hoàn toàn không có tâm trạng học nấu ăn. Bất đắc dĩ, Yohei lại đến nhà Kazuya, để một tờ công thức nấu ăn vào trong hộp thư, hy vọng Kazuya có thể nhìn thấy. Đi học nấu ăn lần nữa, Giang cô lại chê bai chồng mình. Lần trước về nhà, cô ấy đặc biệt nấu cho chồng một bữa cơm, nhưng chồng lại nói đó là bữa cơm khó ăn nhất anh ta từng ăn. Điều này khiến cô ấy rất tức giận, từng có ý định ném đơn ly hôn vào mặt chồng. Kỳ lạ là Kado Mong vốn thích khoe tình cảm lại bắt đầu thở dài. Từ sau lần trước tan lớp nói chuyện vợ Yohei có thể ngoại tình, tâm trạng cô ấy luôn khó bình tĩnh. Thế là mở điện thoại của bạn trai ra. Nào ngờ lại phát hiện một bí mật lớn. Bạn trai và người yêu cũ hóa ra vẫn còn liên lạc. Chuyện này bị vạch trần, bạn trai không còn liên lạc với cô ấy nữa. Cô ấy không hiểu sao tìm được tình yêu chân thành lại khó khăn đến vậy. Chẳng lẽ hôn nhân nhất định phải như hôn nhân của Giang cô, đầy phàn nàn, như hôn nhân của Yohei, đầy sự phản bội và đau khổ sao? Trước những lời này, Yohei im lặng. Anh ấy cũng không biết trả lời thế nào. Cuối cùng bản thân đã là kẻ sắp bị vợ bỏ rơi rồi. Về đến nhà, anh ấy không muốn tiếp tục nghi ngờ đau khổ nữa. Nói với Miyoko rằng anh ấy đã nhìn thấy đơn xin ly hôn, nhưng lại sợ hỏi câu trả lời của Miyoko. Miyoko không nói gì nhiều, chỉ nói với anh ấy con dâu Yumi bị bệnh, nằm liệt giường mãi không dậy, nên muốn đến Fukushima ở một thời gian, giúp việc nhà. Anh ấy gật đầu đồng ý, có lẽ họ đều nên bình tĩnh lại một chút. Kazuya có thực đơn rồi, mỗi tối khi bà ngủ, liền nấu cơm ăn cùng em gái. Yohei rất vui vì có thể giúp được Kazuya. Nhưng Akemi lại cho rằng anh ấy không phải một giáo viên đúng nghĩa, bởi vì thực đơn không thể giải quyết vấn đề cơ bản trong nhà Kazuya. Anh ấy quả thật không phải một giáo viên đúng nghĩa, nếu lúc đầu không vô tình có Tadashi. Anh ấy đã chọn học sau đại học, chứ không phải vì cuộc sống mà chọn làm giáo viên. Nếu lúc đầu học sau đại học, có lẽ bây giờ anh ấy đã là một nhà văn nổi tiếng, có xe sang đi kèm, mỹ nhân bầu bạn. Nhưng tưởng tượng cuối cùng vẫn chỉ là tưởng tượng,
không có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Anh ấy về nhà, phát hiện sách đã bị người khác động vào. Lấy ra tờ đơn ly hôn trong cuốn Con đường trong đêm tối đã không thấy đâu nữa. Đúng lúc anh ấy đang thắc mắc, Tadashi gọi điện đến. Hỏi anh ấy và Miyuko có phải đã cãi nhau không? Anh ấy mới biết Yumi không hề bệnh nặng. Đó là cái cớ Miyuko tìm để tạm thời rời đi. Cuối cùng, Kadomon vẫn hủy hôn ước với hôn phu. Lúc đầu học nấu ăn cũng là để nấu cơm cho chồng tương lai. Bây giờ cô ấy đã không còn tin vào tình yêu nữa. Cũng không cần ở lại lớp nấu ăn. Chào tạm biệt Yohei và Zanko rồi vội vã ra đi. Để lại hai người cùng cảm thấy khổ sở về hôn nhân. Zanko luôn muốn xác nhận một chuyện. Chồng ngày càng mất hứng thú với cô ấy. Không biết phải chăng là do cô ấy có vấn đề trong chuyện đó. Cô ấy đề nghị Yohei cũng thử xem sao. Thế là hai người ma xui quỷ khiến đi đến một khách sạn. Đang chuẩn bị mở phòng thì Zanko nhận được một cuộc điện thoại. Chồng gặp chuyện, vội vàng chạy đến bệnh viện. May mà chỉ là ngất xỉu do mất nước khi tắm, không có gì nghiêm trọng. Nhìn thấy Zanko, hai vợ chồng liền cãi nhau. Giọng điệu tưởng chừng sắc bén đều thể hiện sự quan tâm đến đối phương. Điều này khiến Yohei rất ghen tị. Ít nhất mỗi ngày cãi nhau vẫn tốt hơn khách sáo nhiều. Rời khỏi bệnh viện, gặp Kasuya đến thăm mẹ. Nhưng lại đứng ở cửa phòng bệnh không dám vào. Kasuya vậy giống như chính anh ấy, luôn giả vờ như mọi thứ đều không quan trọng. Cho rằng như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Thực tế việc này không thể giảm bớt sự áp lực trong lòng. Yohei cũng có tâm lý tương tự. Khi Miyuko trở về nhà, Yohei trực tiếp hỏi Miyuko đang nghĩ gì. Lý do muốn ly hôn rốt cuộc là gì? Miyuko uống cạn một lon bia, bảo anh ấy tự đi mà nghĩ. Điều này khiến anh ấy rất tức giận và ấm ức. Em luôn thích tự mình quyết định. Luôn bắt anh đoán xem em đang nghĩ gì, em đến lúc nào mới nghĩ cho anh một chút. Nhưng Miyuko lại thấy anh ấy luôn nhìn vấn đề từ góc độ của chính mình. Vì gia đình mà từ bỏ ước mơ, cho rằng mình là một người đàn ông tốt. Thực ra là bị ép buộc, lúc đầu đâu có định kết hôn. Anh ấy không giải thích gì, trực tiếp ký tên lên đơn ly hôn. Đã khổ sở như vậy, chi bằng chia tay đường ai nấy đi. Miyuko tức giận xách hành lý rời khỏi nhà. Anh ấy muốn giữ lại nhưng không thốt lên lời. Kasuya vì ăn quá nhiều cơm trộn trứng suối nóng, sắp ăn đến mức nôn ra rồi. Nên gần đây một thời gian, đều ăn mì gói với em gái. Yohei thấy hai đứa trẻ quá tội. Dẫn chúng đến nhà hàng ăn một bữa thật ngon. Anh ấy khuyên Kasuya học nấu ăn theo mình. Như vậy không chỉ có thể chăm sóc em gái, còn có thể nấu cơm cho mẹ trong bệnh viện. Kasuya đồng ý, địa điểm học nấu ăn chính là trong nhà Kasuya. Mỗi chiều, bà sẽ đi học một lớp đọc diễn cảm. Họ có thể tranh thủ khoảng thời gian này để học. Không ngờ vừa mới bắt đầu, đã bị bà đột nhiên trở về phát hiện. Nghe nói Kasuya muốn nấu cơm cho mẹ ăn, bà càng tức giận. Là một người vợ, bà không hề than vãn gì về người chồng đã mất. Dù gặp phải khó khăn gì cũng luôn chịu đựng. Vì gia đình mà hiến dâng cả cuộc đời mình. Còn mẹ của Kasuya thì sao? Từ bỏ nghĩa vụ nuôi dạy con cái, còn phản bội gia đình mình. Người như vậy có đáng được tha thứ không? Yohei không phủ nhận suy nghĩ của bà Kasuya. Nhưng với người khác, điều này có lẽ là gượng ép người ta. Anh ấy là một giáo viên, nhưng không thể chỉ dạy những điều đúng đắn. Kasuya nấu cơm cho mẹ có lẽ không phải việc đúng đắn. Nhưng có thể chứng minh Kasuya là một đứa trẻ tốt bụng. Đúng đắn va chạm có thể gây ra mâu thuẫn. Nhưng tốt bụng gặp nhau sẽ sinh ra trái tim tốt bụng hơn. Bà nghe lời Yohei rồi lại nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Cuối cùng không còn giữ ý kiến riêng nữa, đồng ý cho chúng mang cơm đến cho mẹ. Nhưng đến cửa phòng bệnh, Kasuya vẫn lùi bước. Cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với mẹ thế nào. Yohei không muốn để nỗ lực của Kasuya uổng phí, mang hộp cơm đến trước mặt mẹ Kasuya. Nói với bà đây là do chính tay Kasuya làm, tuy nhìn không được thành công lắm. Nhưng bên trong chứa đựng tình yêu của Kasuya dành cho bà. Người phụ nữ nhìn hộp cơm trước mắt, nước mắt thấm ướt khóe mắt. Bà gọi hai đứa con vào trong, xin lỗi con cái vì hành vi của mình. Yohei nhìn tất cả những điều này, có một cảm xúc khó tả. Anh ấy làm những điều này không phải để quan hệ giữa Kasuya và mẹ được hòa hoãn, là muốn Kasuya trở nên thích chính mình. Vừa giải quyết xong chuyện của Kasuya, Tadashi lại gọi điện đến. Hỏi anh ấy có phải sắp ly hôn với Miyuko không? Anh ấy mới cảm thấy hối hận vì chuyện đơn ly hôn ngày hôm qua. Muốn gọi điện cho Miyuko xin lỗi, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Lúc này, việc nấu nướng cũng giúp anh ấy có chút bình tĩnh. Trong quá trình này, anh ấy đã nghĩ rõ mình rốt cuộc nên làm thế nào. Thế là anh ấy bước lên chuyến tàu đi đến Fukushima. Nhiều năm qua, anh ấy đã đưa ra rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Nhà cưới là mua chung cư hay nhà riêng? Bởi vì Miyuko thích vườn nên đã mua nhà riêng. Khi Tadashi cần đi học, Miyuko muốn gửi con đến trường tư. Còn anh ấy kiên quyết chọn cho con đến trường công. Những quyết định này có đúng hay không, anh ấy cũng không biết. Anh ấy gõ cửa căn hộ của Tadashi, muốn xông vào nói với Miyuko tất cả những gì mình nghĩ trong lòng. Nhưng lại được thông báo Miyuko đã về Tokyo. Hai người cứ thế lỡ mất nhau.
Yumi đoán Miyoko có lẽ là về để nộp đơn ly hôn. Anh ấy lại vội vàng chạy đi đuổi chuyến tàu cuối cùng về Tokyo. Do khi xuống cầu thang bị ngã nhào một cú, anh ấy vẫn không kịp lên chuyến tàu cuối cùng. Nhìn chuyến tàu rít qua trước mắt, anh ấy tuyệt vọng quỳ xuống đất, mở điện thoại, trong đầu hiện lên những lời muốn nói với Miyoko. Anh cần em, xin lỗi, 27 năm qua vất vả cho em rồi, cảm ơn em. Anh đến chết vẫn muốn ở bên em, anh yêu em. Phía sau, chuyến tàu từ Tokyo chạy tới, chậm chậm dừng lại rồi lại chạy đi. Anh ấy cuối cùng không thể kìm nén, khóc nức nở. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Miyoko trên sân ga đối diện, anh ấy xúc động đứng dậy, biết được đơn ly hôn vẫn chưa nộp, thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi Miyoko cùng một câu hỏi, tại sao lại nảy sinh ý định ly hôn? Khi kết hôn, Miyoko đã nói với anh ấy, Yohei là vì trách nhiệm mới kết hôn với cô ấy, nên sau này cô ấy nhất định phải sống vì gia đình. Sau khi Tadashi kết hôn, dọn ra khỏi nhà, lòng cô ấy luôn thắt lại, bởi vì cô ấy cảm thấy giữa vợ chồng họ ngoài Tadashi ra không còn gì khác. Thêm vào đó, Yohei bắt đầu đi học nấu ăn vào thời gian rảnh rỗi. Trong lòng cô ấy càng lúc càng bất an, sợ Yohei đang chuẩn bị cho việc ly hôn. Cho đến khi đến Fukushima, cô ấy nhìn thấy những người bị thiên tai ở đây đều sống trong nơi tạm trú, mới phát hiện ra nỗi khổ của mình so với họ thực sự chẳng đáng gì. Nghĩ đến bản thân đã ngoài 50, không biết còn bao nhiêu mùa xuân mùa thu nữa mới chết, cô ấy bắt đầu tan vỡ. Nên sau khi đến Fukushima, cô ấy đi làm tình nguyện viên. Nhìn thấy những người đó vì sự xuất hiện của mình mà cảm thấy hạnh phúc, đột nhiên nhận ra bản thân còn có giá trị khác ngoài gia đình. Cô ấy bắt đầu cảm thấy trước đây mình quá nhu nhược, thế là chuẩn bị tờ đơn ly hôn này. Một khi Yohei nói không cần cô ấy nữa, sẽ lấy ra để kết thúc. Nghe Miyoko nói xong, Yohei mới biết mình đã lơ là Miyoko. Anh ấy muốn nói ra suy nghĩ thật của mình. Một chiếc xe chạy qua, Miyoko ở bên kia biến mất. Giây tiếp theo, Miyoko xuất hiện trước mắt anh ấy. Anh ấy nói với Miyoko những lời khi cầu hôn. Anh ấy muốn uống súp miso do Miyoko nấu. Họ đã sống nửa thế kỷ, hơn một nửa thời gian đều sống cùng nhau. Tadashi đã kết hôn, họ cũng nên yên tâm, nên coi tất cả những điều này là khởi đầu mới. Họ đều phải tìm lại nơi đối phương những điều mình từng thích. Nếu có thể quay lại 27 năm trước, Yohei nhất định sẽ nói với bản thân lúc đó, nhất định đừng buông tay người phụ nữ trước mắt, lựa chọn của anh là đúng. Khi người chồng lựa chọn khó khăn, điên rồ gặp người vợ thẳng thắn, nói toẹt ra, cho dù có nhan sắc, cũng sẽ có khủng hoảng tình cảm tuổi trung niên. Họ đã sống nửa thế kỷ, thời gian ở bên nhau chiếm phần lớn trong đó. Cho dù là cuộc sống mơ hồ, nhưng truyền đạt tâm ý của mình với người mình trân trọng, tin rằng chỉ cần tinh tế, tất sẽ khiến đối phương chấp nhận. Thay vì làm điều đúng đắn, hãy làm điều tinh tế. Can đảm nói ra rằng, anh muốn uống súp miso do em nấu. Cuộc sống cần sự lĩnh ngộ cao hơn, phong phú hơn. Kết hôn vì con, mỗi người có nỗi thúc giục riêng. Đây cũng là thứ thường thấy trong đời. Luôn không kịp nghĩ thông suốt đã bị cuộc sống đẩy đi. Lơ mơ, mông lung, cả đời trôi qua, nhưng con người không thể cứ sống mơ hồ, bởi vì sinh mệnh quá quý giá. Hiểu rõ điều mình kiên định trong lòng, tin tưởng vào sự phán đoán của mình, rồi dịu dàng đón nhận tất cả. Đây chính là những gì bộ phim này kể về cuộc sống và tình yêu. Được rồi, chia sẻ của ngày hôm nay đến đây thôi. Các bạn thích nhất định phải tiếp tục theo dõi A Dịch. Tiếp theo còn nhiều câu chuyện thú vị hơn đang chờ đợi các bạn.